Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chào Ngày Mới của STV. Một tuần mới đã bắt đầu. Những người thực hiện chương trình xin chúc quý vị có một tuần học tập làm việc hiệu quả và đừng quên đồng hành với Chào Ngày Mới của STV vào khung giờ 6 giờ sáng hàng ngày. Thưa quý vị, chúng ta thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội các huyện trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt chính sách tín dụng, kịp thời đưa nguồn vốn ưu đãi của nhà nước đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác giúp nhân dân đầu tư mở rộng sản xuất phát triển kinh tế nâng cao thu nhập. Nội dung này sẽ có trong câu chuyện ngày mới sáng nay. Cùng với đó là những nội dung đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trước hết là một số tin tức đáng chú ý. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký văn bản trả lời Bộ Công Thương về chủ trương nhập khẩu điện và phương án đấu nối nhà máy điện gió Trường Sơn từ Lào về Việt Nam. Theo đó, chính phủ chấp thuận đề nghị của Bộ Công Thương về việc phê duyệt chủ trương nhập khẩu điện từ dự án nhà máy điện gió Trường Sơn tại Lào và chủ trương đầu tư lưới điện đấu nối bảo đảm phù hợp với quy hoạch điện 8 và quy định hiện hành. Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan đàm phán ký kết hợp đồng mua bán điện với nhà đầu tư đảm bảo chắc chắn và đầy đủ cơ sở pháp lý, hiệu quả kinh tế bao gồm giá cả chi phí mua điện tiêu chí kỹ thuật đối với an ninh hệ thống điện, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Tại dự thảo thông tư quy định đánh số và gắn biển số nhà dự kiến có hiệu lực kể từ tháng 8 tới đây, Bộ Xây dựng cho rằng cần thống nhất cách đánh số nhà trên toàn quốc. Theo đó, các số nhà sẽ được đánh lại để thống nhất và thuận tiện cho việc tìm kiếm. À, dự kiến cách đánh số nhà trên toàn quốc sẽ được thống nhất lại là mỗi khuôn viên nhà ở công trình xây dựng có nhà tại mặt tiền các tuyến giao thông sẽ được mang một biển số theo quy cách thống nhất số nhà sẽ được đánh bằng dãy số tự nhiên khi nhìn từ đầu tuyến trái nhìn về phía cuối tuyến thì nhà bên trái sẽ được đánh số lẻ còn nhà bên phải sẽ được đánh số chẵn trường hợp một nhà nhưng mở cửa ra hai tuyến giao thông khác nhau thì nhà đó được đánh số theo tuyến giao thông có mặt cắt ngang lớn hơn. Nếu hai tuyến đó có mặt cắt ngang tương đương thì sẽ đánh số theo tuyến có cửa chính vào nhà. Hiện nay Việt Nam là nước ASEAN duy nhất thực hiện ghép tạng trên 1.000 ca mỗi năm, trong đó tạng từ người hiến chết não chiếm 6%, tạng hiến từ người sống 94%. Nhu cầu ghép tạng rất lớn, tuy nhiên còn rất ít người đăng ký hiến tặng mô tạng sau chết não. Bộ Y tế đang vào cuộc rất quyết liệt, cụ thể khi ra các công văn yêu cầu các bệnh viện thành lập hội đồng chẩn đoán chết não. Các bệnh viện phải có đầu mối để báo cáo nguồn hiến tạng lên Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Khi có số lượng người hiến tạng tiềm năng, Trung tâm phù hợp với các sở y tế, bệnh viện có biện pháp phù hợp để tư vấn, thuyết phục, tổ chức, hướng dẫn nhằm đạt kết quả cao nhất là nhiều gia đình ủng hộ, đồng ý để người thân hiến tặng mô tạng khi chết não. Sơn La là địa phương có diện tích cây ăn quả lớn nhất miền Bắc với hơn 84 000 hecta cây ăn quả các loại, sản lượng khoảng 455.000 tấn một năm, trên 20.700 hecta cà phê Arabica, trên 6.000 hecta chè, trên 10.000 hecta mía, trên 490.000 con trâu, bò cùng diện tích lớn nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình triển khai công tác chuyển đổi số, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tập trung hướng dẫn hội viên nông dân, các hợp tác xã áp dụng các công nghệ hiện đại trong canh tác nông nghiệp, liên kết chuỗi giá trị, thay đổi phương thức quản lý. Từ đầu năm đến nay, hội nông dân tỉnh đã phù hợp duy trì hoạt động 413 sản phẩm trên sàn postmark.vn và vỏso vn hỗ trợ 26 hợp tác xã đưa 108 sản phẩm nông sản đặc sản địa phương lên sàn postmark.vn, xây dựng chợ 4.0 gắn với an toàn vệ sinh thực phẩm, mua sắm không dùng tiền mặt định hình các sản phẩm ô cốp trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời tiếp tục triển khai ứng dụng chợ nông sản Sơn La, tổ chức tập huấn đào tạo kiến thức chuyển đổi số, hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực hiện quyết định số 22 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khẩn trương phù hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác đẩy mạnh tuyên truyền, ra soát nhanh chóng đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với các đối tượng được vay, giúp những người đã từng lầm lỡ vươn lên phát triển kinh tế, tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay, số người chấp hành xong án phạt tù về nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Sơn La là hơn 2.970 người. Sau khi trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Kể từ ngày quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, Ngân hàng Chính sách hội tỉnh Sơn La đã giải ngân được hơn 4 tỷ đồng với hơn 40 người được vay vốn. Số tiền trung bình được vay vốn là 100 triệu đồng mỗi người. Những kết quả bước đầu triển khai thực hiện quyết định số 22 cho thấy chính sách tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn đã đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn và đã thực sự đi vào cuộc sống, xã hội, qua đó giúp nhiều hộ dân cải thiện đời sống, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, thời gian qua, quân thành phố Sơn La đã chủ động triển khai các giải pháp huy động, nhân dân tham gia phòng cháy chữa cháy, hạn chế thấp nhất xảy ra cháy nổ trên địa bàn. Để chủ động công tác phòng cháy, các xã phường đã vận động các hộ dân tự trang bị bình chữa cháy cầm tay, kiện toàn tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, xây dựng cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy, mô hình điểm chữa cháy công cộng, đồng thời phối hợp với các lực lượng liên quan tuyên truyền nâng cao ý thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy của nhân dân theo phương châm bốn tại chỗ với tinh thần đặt sự an toàn tính mạng của người dân lên trên hết. Để hạn chế thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra, mỗi người dân hãy chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý khi có cháy ngay từ khi mới phát sinh. Quý vị và bạn vừa theo dõi phần tin của chương trình Chào Mới Sáng Nay. Tiếp tục chương trình chúng ta cùng đến với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Nhờ triển khai hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, nhiều gia đình cán bộ công chức viên chức, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, người thu nhập thấp trên địa bàn huyện Bắc Yên đã được tiếp cận với vốn vay ưu đãi để xây dựng nhà ở an toàn, ổn định cuộc sống. Gia đình anh Lò Văn Xanh ở tiểu khu 1 thị trấn Bắc Yên là viên chức điều kiện kinh tế còn khó khăn, dù đã được gia đình chia cho đất ở nhưng chưa có điều kiện để xây nhà. Đến năm 2023, gia đình anh được hỗ trợ vay 300 triệu đồng để xây dựng nhà ở mới theo chương trình hỗ trợ vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100. Số tiền phải trả hàng tháng của gia đình anh là 1 triệu 250 nghìn đồng, đã bao gồm cả gốc và lãi. Thời hạn vay kéo dài 20 năm, mức vay trả này cơ bản phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Được cái nguồn hỗ trợ của bên an sinh xã hội Hỗ trợ làm nhà của viên ngân hàng chính sách thì vợ chồng chúng tôi cảm thấy rất là hài lòng với cái nguồn được vay vốn này. Và chúng tôi cảm thấy là rất yên tâm với cái nguồn vay này và chúng tôi còn yên tâm hơn về mặt công tác. Còn đối với gia đình chị Sa Thị Thiện ở tiểu khu phiên ban 2 thị trấn Bắc Yên, cũng là một trong những hộ gia đình đang được tiếp cận chương trình hỗ trợ vay nhà ở xã hội theo nghị định 100. Hai vợ chồng đều là viên chức đang công tác trên địa bàn huyện nhưng vì thu nhập còn thấp nên gia đình chị Thiện chưa có điều kiện để xây nhà. Nhiều năm qua, gia đình chị sống trong căn nhà chật hẹp, rột nát. Vừa rồi qua bình xét, gia đình chị được hỗ trợ vay 400 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới. Năm 2023, thì hai vợ chồng cũng đã tuy góp được một khoản để cũng phấn đấu làm một ngôi nhà. Nhưng mà cái nguồn vốn là chưa được đầy đủ nên là nhờ có nguồn vốn của bên ngân hàng chính sách hỗ trợ công nhân viên chức làm nhà ở nên là hai vợ chồng cũng đã vay được cái nguồn vốn đấy để xây được căn nhà. Theo nghị định 100, mức lãi suất cho vay ưu đãi hiện nay là 4,8% một năm, thời gian cho vay không quá 25 năm. Người vay vốn để mua thuê nhà ở xã hội được cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua thuê mua Đối với nhà xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa, mức vốn cho vay tối đa là 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay vốn. Với lợi thế đối tượng cho vay rộng, thời gian vay dài, lãi suất thấp, giúp cho các hộ vay giảm bớt áp lực, mạnh dạn tiếp cận chương trình. Với ngân hàng xã hội, chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết mức đối với cả các cán bộ công nhân viên chức theo nghị định 100 về vay vốn nhà ở xã hội trong thời gian tới phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện bắc yên tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để nắm bắt khó khăn kịp thời tháo gỡ hỗ trợ tối đa cho người dân có nhu cầu vay vốn tiếp tục triển khai tăng cường nguồn vốn cho vay đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho người có thu nhập thấp bảo đảm an sinh xã hội thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển Vâng, chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hội hoặc xây dựng mới, cải tạo sửa chữa nhà để ở là chương trình tín dụng quan trọng nhằm góp phần phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu của người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đời sự nghiệp, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cảm hứng vô tận để giới văn nghệ sĩ cả nước nói chung và Sơn La nói riêng sáng tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị. Tùy theo đặc trưng của mỗi thể loại văn học nghệ thuật mà các tác giả khai thác đề tài ở nhiều góc độ khác nhau, mang tính điển hình, chân thực và giàu sức thuyết phục. Mời quý vị hãy cùng cảm nhận hình ảnh của bác trong các loại nghệ thuật sau đây. Hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, chị Nguyễn Thái Hà, hội viên tri hội văn học khu vực thành phố Sơn La, luôn tâm huyết với những bài thơ cách mạng, đặc biệt là những bài thơ về Bác Hồ. Những bài thơ đó đã ăn sâu vào máu thịt chị và thôi thúc chị viết nên những tác phẩm đặc sắc về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Tác phẩm Học bác là một trong những sáng tác nổi bật về bác Hồ của tác giả Nguyễn Thái Hà, với mong muốn những tác phẩm của mình sẽ truyền lửa cho thế hệ trẻ cùng học tập và làm theo gương bác. Học bác là một trong những tác phẩm mà tôi yêu thích nhất bởi vì là Học bác tự mỗi người để chúng ta có thể hoàn thiện mình. Đồng thời là qua đó chúng ta cũng có thể thấy rằng uh, bác là một cái tấm gương rất là cao cả. Mỗi chúng ta đều sống, học tập và làm theo tấm gương của bác Hồ Vĩ Đại. Thế thì học bác như thế nào? Uh, sống hết lòng vì nước. Làm mọi việc vì dân, luôn dĩ công vi thượng, chọn một đời công tâm. Bác dạy ta làm việc, luôn khoa học chuyên cần, làm đến nơi đến chốn không phiền hà nhân dân. Nghĩ và làm đổi mới, sáng tạo chớ phân vân vượt lối mòn bảo thủ cầu thị để duy tân đấy là những cái mà tôi nhận ra là tôi cần phải học bác và từ đó thì cái bài thơ học bác này tôi đã viết theo một cái cái cách tư duy và cách suy nghĩ như vậy sáng tác về bác với cả tấm lòng nhiều tác phẩm về trường ca cổ của dân tộc thái đã được nghệ nhân ưu tú cầm vui Chi hội trường tri hội văn học nghệ thuật huyện mường la tái hiện một cách chân thực và sống động trong từng lời ca với ông Vui, điều mong muốn là truyền tải hình tượng đẹp về bác qua ngôn ngữ nghệ thuật và truyền ngọn lửa về tư tưởng, đạo đức, phong cách của bác đến với mọi người để học tập và làm theo. Tôi còn có nhiều bài hát ca người về đảng, ca người về bác Hồ, ca người về tình yêu quê hương đất nước. Ừ, cũng được, cũng được bà con nhân dân cũng rất yêu thích những cái bài hát này. Tính chất của bài hát này thì mình vừa tuyên truyền cho bà con để theo đường chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và làm theo lời bác hồ dạy. Dù ở bất cứ cương vị nào lĩnh vực nào, việc học tập theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vẫn luôn là kim chỉ nan là giá trị tinh thần của mỗi người và dần trở thành lối sống văn hóa trong toàn dân. Bác Hồ kính yêu của chúng ta thì luôn luôn nằm trong trái tim của mỗi người công dân Việt Nam đặc biệt là đối với văn nghệ sĩ tỉnh Sơn La thì đây nó là một cái niềm tự hào vinh dự khi được sáng tác về người ví dụ như âm nhạc ví dụ như mỹ thuật vẽ các cái tác phẩm tranh cổ động hay là các cái tác phẩm tranh sơn dầu mang cái tính thời đại mang cái tính tầm vóc lớn rất bề thế về một vị vĩ nhân của cách mạng của thế giới cũng như là, là của Việt Nam các tác phẩm về Bác Hồ của các tác giả đã đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền vận động đảng bộ và nhân dân trong tỉnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo Bác Hồ chính là sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật mang hơi thở cuộc sống đến gần hơn với công chúng. Đó chính là ý thức, trách nhiệm của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng ngày hôm nay. Vâng, dẫu thể hiện bằng hình thức nghệ thuật nào thì những tác phẩm chuyên và không chuyên đều gặp nhau ở điểm chung duy nhất. Sự yêu quý và lòng tôn kính sâu sắc dành cho vị chủ tịch kính yêu dân tộc Việt Nam. Để dù có đi muôn phương thì những tác phẩm văn học nghệ thuật vẫn lan truyền. Từ đó hình ảnh của vị cha già của dân tộc vẫn sống mãi ngàn đời trong lòng của những người con đất Việt. Tới đây chương trình chào mới hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.